tôi có yêu một người. Chuyện tình thơ ngây mơ mộng nhất trên đời. Tôi hồng vừa tròn đôi tám, còn anh vừa lên đôi chín. Hai gia đình cùng chung một nhà. Nàng yêu hoa cúc tôi chiều lòng, nàng từng suy tư tôi thì rất yêu đời. Tánh tình mỗi người một khác, gặp nhau thường hay than chắc, nên suốt ngày không dám gặp nhau. Nhưng khi được tin có người hỏi nàng, lòng tôi bỗng buồn thật buồn, cửa hồn con tim vỡ tan. Còn em không chặt hoa công, chuốc thêm leo sầu cho người thương đau. Từ đây đôi ngã ta biển biệt, nghìn trùng em đi sao vẫn nhớ em nhiều. Vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng là niềm thân ai, rơi rớt lại hình bóng người yêu. Cúc tôi chiều lòng, nàng thường suy tư tôi thì rất yêu đời. Tánh tình mỗi người một khác, gặp nhau thường hay than chắc, nên suốt ngày không dám gặp nhau. Nhưng khi được tin có người hỏi nàng, lòng tôi bỗng buồn thật buồn, cửa hồn con tim vỡ tan. Còn em không chắc hoa công, chuốc thêm đeo sầu cho người thương đau. Đầy đôi ngã ta biển biệt, nghìn trùng em đi sao vẫn nhớ em nhiều. Vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng là niềm thân ai, rơi rớt lại hình bóng người. Vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng là niềm thân ai, rơi rớt lại hình bóng người yêu. Vẫn còn